bạn đã quay trở lại với ST Kid TV. Và ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một ông mặt trời. Các bạn nhé, cùng theo dõi mình nào. Chúng ta cần có một trái bóng vàng, được gọi là bóng khế các bạn nhé. Khế. Chúng ta sẽ bơm theo tùy theo kích thước của mặt trời to hay nhỏ các bạn nhé. Và chúng ta dùng hai quả bóng dài nối lại với nhau. Bơm qua chỗ này. Thế xong, bây giờ chúng ta sẽ bơm quả bóng nhỏ. Cột từng cặp lại với nhau. Tùy theo mức độ to hay nhỏ thì sẽ có cần nhiều cặp như thế này các bạn nhé. Sau khi chúng ta bơm, chúng ta sẽ luồn từng cặp qua như thế này. Chúng ta sẽ dồn về cái đầu mối cột này các bạn nhé. Thank you.
đấy. Chúng ta tặng tiếp hai khóa. Bốn khóa bằng hai ngón tay. Để giữ quả bóng, mấy quả bóng này không chạy và nó thẳng hàng với nhau. Và chúng ta cột lại đây. Chúng ta đã hoàn thành ông mặt trời, chỉ còn vẽ mặt tô điểm cho mặt trời các bạn nhé. Chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.